chào quý phụ huynh. Hôm nay tôi xin hướng dẫn cho quý phụ huynh dạy trẻ hát bài hát Cái Mũi. Để giúp trẻ hát đúng lời và đúng nhạc của bài hát thì xin mời quý phụ huynh cùng lắng nghe. Thì phụ huynh sẽ mở nhạc lên và cùng hát với trẻ.